Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Minh Vy đến với phần cuối cùng của bản tin FPT Thế giới, và ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục điểm qua những thông tin như sau. Cổ phiếu châu Âu xuống thấp đầu phiên giao dịch vào thứ ba khi nhà đầu tư bán tháo hàng hóa, lo ngại về triển vọng kinh tế toàn cầu và hai vụ nổ xảy ra tại thành phố Boston tại Mỹ. Mở phiên giao dịch ngày 16 tháng 4, tất cả các chỉ số chính của sàn chứng khoán Âu đều giảm. FTSE 100 của Anh giảm 0,6%, DAX của Đức giảm 0,70% và CAC 40 của Pháp giảm 0,74%. Những hàng hóa như là vàng và dầu đều hạ giá cùng với hai vụ nổ ở Boston, khiến sự lạc quan của nhà đầu tư giảm sút. Cảnh sát Boston cho biết vụ đánh bom được thực hiện với các thiết bị có độ sát thương cao. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra thủ phạm của vụ nổ. Nhà Trắng đã xem vụ nổ như một hành động khủng bố. Vụ nổ ở Boston như giọt nước tràn ly. Trước đó, thị trường vốn đã hoang mang về sự hồi phục của kinh tế thế giới khi số liệu kinh tế Mỹ không đạt như dự đoán và mức tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc khá yếu ớt. Nhà đầu tư liên tục phá giá hàng hóa và cổ phiếu, khiến vàng rơi mạnh nhất trong vòng 30 năm. Tuy nhiên, niềm tin của doanh nghiệp tại Anh lại gia tăng trong 3 quý liên tiếp, theo một khảo sát của Deloitte, nhờ chính sách nới lỏng tiền tệ của chính phủ và những cải thiện trong ngành tài chính. Lạm phát tháng 3 tại Anh không đổi và ở mức 2,8% theo số liệu chính thức được công bố bởi chính phủ. Chính phủ Tây Ban Nha đã bán ra trái phiếu 6 và 12 tháng trong phiên giao dịch hôm nay. Ngoài ra, hãng thời trang Louis Vuitton tuyên bố ý định gia tăng đầu tư vào thị trường cao cấp hơn nữa, khi các nhãn hiệu thời trang chính và các mặt hàng lông thú của LV đều có doanh thu giảm. Đại diện của ba nhà cứu trợ là châu Âu, ECB và IMF đã đến Lisbon hôm thứ Hai để tìm kiếm một thỏa thuận mới với chính phủ Bồ Đào Nha về việc cắt giảm những khoản chi tiêu công hết sức đặc biệt. Bồ Đào Nha buộc phải cắt giảm thâm hụt ngân sách theo một tiến trình hết sức ngặt nghèo để có thể đáp ứng được các điều kiện của ECB và IMF. Chuyến thăm của bộ ba EC, ECB và IMF diễn ra trong bối cảnh Bồ Đào Nha vừa mới công bố một kế hoạch mới nhằm cắt giảm chi tiêu công sau khi kế hoạch thắt lưng buộc bụng cũ bị tòa án hiến pháp nước này phản đối ở nhiều điểm. Chính phủ Bồ Đào Nha hy vọng kế hoạch mới đủ để tạo thêm nhiều thời gian cho nước này, trong khi hoàn trả các khoản nợ trái phiếu từ các gói cứu trợ. Tuần trước, Tòa án Hiến pháp Bồ Đào Nha đã phủ quyết một số chính sách trong gói kinh tế khắc khổ lên đến 1,3 tỷ euro, buộc chính phủ phải ngồi lại với nhau để bàn các kế hoạch cắt giảm chi tiêu khác, mà vẫn đáp ứng được điều kiện của gói cứu trợ 78 tỷ euro. Trước mắt, chính phủ Bồ Đào Nha cam kết sẽ cắt giảm chi tiêu khoảng 600 triệu euro tại tất cả các bộ, và đề xuất cắt thêm một khoản tương tự vào năm 2014 ở các khu vực liên quan đến an sinh xã hội, chăm sóc y tế, giáo dục và doanh nghiệp nhà nước. Các chủ nợ của ngân hàng đầu tư Lehman Brothers tại châu Âu, còn gọi là ngân hàng Lehman Brothers International Europe, có thể sẽ được nhận lại đầy đủ các khoản đầu tư trước đó. Thỏa thuận này được đưa ra khi các nhà chức trách đã dàn xếp xong các tranh chấp xung quanh các ngân hàng con ở nhiều nơi trên thế giới của tập đoàn tài chính này. Theo thông báo từ các nhà chức trách xử lý vụ phá sản của tập đoàn ngân hàng Lehman Brothers, sẽ có thêm khoảng 9,1 tỷ đô la tài sản sẽ được chia cho các chủ nợ của Lehman Brothers International Europe vào cuối năm nay. Trước mắt, khoản tài sản mà Lehman Brothers châu Âu dự kiến sẽ trả cho khách hàng ước khoảng 340 triệu đô la. Nghĩa là nếu là chủ nợ của 1 đô la tại Lehman Brothers châu Âu, bạn sẽ nhận được 20 cent. Các chủ nợ không có bảo đảm cũng sẽ nhận được ít nhất 2,8 tỷ bảng trong 3 đợt trả nợ khác của nhà băng này ngay trong năm nay. Thông báo trên được đưa ra ngay sau khi các chi nhánh của Lehman Brothers tại Mỹ và Thụy Sĩ, Luxembourg, hoàn thành các hoạt động pháp lý liên quan đến thủ tục phá sản của tập đoàn mẹ Lehman Brothers. Tính đến nay, các nhà chức trách chịu trách nhiệm xử lý vụ phá sản của Lehman Brothers đã trả lại 13,6 tỷ bảng, tương đương 20,9 tỷ đô la tiền mặt và chứng khoán cho các khách hàng đã ký quỹ tại các cơ sở giao dịch của ngân hàng đầu tư này. Thưa quý vị, các chuỗi cửa hàng thực phẩm tại Anh Quốc vừa giới thiệu một cách thức đầu tư hết sức mới lạ. Thay vì nhận cổ tức bằng tiền mặt khi đầu tư vào các chuỗi cửa hàng này, nhà đầu tư sẽ nhận được các voucher mua hàng miễn phí. Chúng tôi muốn huy động vốn một cách sáng tạo, và ở đây chúng tôi trả cổ tức bằng sô-cô-la. Chúng tôi không muốn dựa dẫm quá nhiều vào các ngân hàng, tuy nhiên họ có vẻ không còn hỗ trợ được nhiều như trước đây. Đề án đã thu về hơn 4 triệu bảng Anh, giúp cho Hotel Sô-cô-la một chuỗi cửa hàng chuyên kinh doanh các sản phẩm từ sô-cô-la, nâng tổng số lao động từ 600 lên 1.000 nhân viên. Các nhà đầu tư cũng đạt được lợi tức mỹ mãn với con số 7,3%. Lợi nhuận tương đương với một hộp sô-cô-la tươi mỗi tháng. Cứ như thế, sau 3 năm, khi nhà đầu tư nhận lại tiền của mình, họ cũng đã nhận được 36 hộp sô-cô-la miễn phí. Điều này mang lại lợi ích cho cả công ty lẫn khách hàng. Chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh Lyon cũng vừa triển khai chương trình tương tự với lợi nhuận còn lớn hơn nhiều. Một khoản đầu tư 5.000 bảng Anh có thể thu về lợi nhuận 15%. Các nhà đầu tư sẽ nhận được voucher để sử dụng khoản lợi tức này tại chính các cửa hàng của Lyon. Mặc dù nhà đầu tư phải sử dụng phần lợi tức của mình tại các cửa hàng của Lyon, nhưng việc đầu tư này mang lại giá trị rất lớn nếu bạn là một khách hàng thường xuyên của Lyon. Lợi nhuận mà bạn nhận được lớn hơn rất nhiều so với việc bạn gửi tiết kiệm ngân hàng trong tình hình kinh tế hiện nay.
Mặc dù lợi nhuận rất hấp dẫn, vẫn có những rủi ro đi kèm. Các nhà đầu tư có thể mất vốn nếu các công ty này phá sản. Tôi nghĩ một vài quy định ràng buộc cần phải được đưa ra để không gây thiệt hại cho cả nhà đầu tư lẫn doanh nghiệp. Tuy nhiên, bất chấp các rủi ro, loại hình trái phiếu này vẫn đang chứng tỏ là một kênh đầu tư vững chắc và hiện có rất nhiều công ty đang xem xét để thực hiện các chương trình tương tự. Vâng, và đến đây thì bản tin FPNC Thế Giới cũng xin được khép lại. Một lần nữa, Minh Phi rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kỳ sau.